Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Giữa guồng quay công việc quá đỗi bận rộn, đôi khi nghỉ ngơi dường như là chuyện quá xa xỉ đối với nhiều người. Cuộc sống bộn bề khiến chúng ta quên mất rằng Chúa đã ban cho chúng ta một ngày nghỉ thánh. Đó là một trong 10 điều răn của Chúa, nhưng lại ít khi được chúng ta quan tâm và thực hiện một cách đúng nghĩa. Hơn nữa, đó còn là món quà Chúa ban cho chúng ta. Một ngày được biệt riêng để chúng ta dừng lại, nghỉ ngơi và tôn thờ Ngài. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự đón nhận món quà ấy chưa? Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Linda Vulcano qua chủ đề Một trong 10 điều răn. Trong một chương trình phát thanh Cơ Đốc, tôi nghe người dẫn chương trình đang trò chuyện với một chàng thanh niên mới ngoài 20. Trong cuộc trò chuyện, người dẫn chương trình kể rằng ngày Chủ nhật thời bà còn ở độ tuổi thanh niên rất khác biệt so với giới trẻ bây giờ. Theo luật xanh, tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa vào ngày Chủ nhật và mọi người đều dành thời gian để thờ phượng Chúa, cũng như nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè. Chàng thanh niên trả lời, điều này quá xa lạ với tôi. Câu trả lời của người dẫn chương trình khiến mọi người sững sờ. Ồ, đó là một trong 10 điều răn đấy. Một trong 10 điều răn. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ xem việc giữ ngày nghỉ là nghiêm trọng giống như điều răn chớ giết người, chớ gian dâm. Nhưng rõ ràng, đó là một trong những điều răn của Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 8 khẳng định rằng chúng ta phải nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Nhưng thực chất việc giữ ngày thánh có nghĩa là gì? Tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa 7 ngày trong tuần. Đúng là tôi đến nhà thờ vào Chủ nhật, nhưng ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi điều đó. Tôi quyết định bỏ bớt những việc không cần thiết vào ngày Chủ nhật để tận hưởng thời gian bên Chúa. Thay vì giải trí bằng những chương trình truyền hình vô bổ, tôi xem những chương trình Cơ Đốc. Tôi cũng tránh làm việc vào ngày Chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp cấp bách, bất khả kháng. Ban đầu, tôi cảm thấy khó mà thích nghi, mãi cho đến khi tôi tìm ra các chương trình Cơ Đốc mà mình yêu thích. Không lâu sau, Chủ nhật đã trở thành ngày tôi mong đợi nhất trong tuần. Đó là ngày được biệt riêng để tôi dành trọn thời gian cho Đấng hiểu tôi và yêu tôi nhất. Tôi rất yêu thích khoảng thời gian ấy. Và điều đó làm tôi liên tưởng đến buổi hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi. Đó là khoảng thời gian chỉ dành riêng cho tôi và Chúa Giê-xu. Thật tuyệt vời biết bao. Đúng vậy, giữa ngày nghỉ thánh không phải là một nghĩa vụ. Đó là niềm vui thật sự. Trong Phúc Âm Mác chương 3, Chúa Giê-xu bị chỉ trích vì chữa lành một người vào ngày Sa-bát, trong khi luật pháp cấm làm việc dưới bất kỳ hình thức nào. Ngài đáp lại bằng một câu hỏi. Trong ngày Sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người? Câu số 4. Ngài không chú trọng đến hình thức bên ngoài của luật lệ về ngày Sa-bát, và chúng ta nên học theo Ngài. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa và bản chất của ngày này, là ngày được biệt riêng để chúng ta hưởng trọn niềm vui thỏa và ngơi nghỉ trong Chúa, thay vì tuân thủ luật pháp cách cứng nhắc. Trong chương trình phát thanh Cơ Đốc mà tôi đã nghe, phát thanh viên hỏi nhiều thính giả cùng một câu hỏi: bạn giữ ngày nghỉ như thế nào? Chương trình nhận được rất nhiều câu trả lời, từ việc tắt điện thoại di động đến việc dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Bạn thấy đấy, không chỉ có một cách duy nhất để giữ ngày Sa-bát mà thôi, phải không? Vậy, đây là câu hỏi tôi dành cho bạn hôm nay. Bạn giữ điều răn, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh như thế nào? Những việc làm nào sẽ kéo bạn lại gần Chúa càng hơn? Và những việc làm nào sẽ đẩy bạn ra xa Ngài? Từ những câu hỏi này, bạn sẽ liệt kê được những việc cần làm và những việc cần tránh để ngày thánh của bạn trở nên trọn vẹn nhất cho Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, đôi khi con quên rằng giữa ngày nghỉ thánh cũng là một điều răn quan trọng không kém gì các điều răn khác. Xin Chúa tha thứ và giúp con điều chỉnh đời sống mình để được tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ như một món quà Chúa ban, và dành trọn thời gian tuyệt vời ấy trong mối tương giao mật thiết cha yêu dấu của chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bấy lâu nay bạn có giữ ngày nghỉ thánh
theo đúng ý muốn của Chúa hay chưa? Bạn quyết định thay đổi điều gì vào Chủ nhật tuần này để thật sự đắm mình trong mối tương giao mật thiết với Chúa và hãy yên nghỉ trong Ngài. Hãy thử liệt kê những việc bạn nên làm và không nên làm trong ngày này để ngày nghỉ thánh của bạn từ nay về sau trở nên phước hạnh và ý nghĩa hơn bao giờ hết bạn nhé. Một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thơi trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn hân hoan ca vang, biết ơn Cha vô vàng khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thơi một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thơi trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn hân hoan ca vang, biết ơn Cha vô vàng khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thơi một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thơi trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn hân hoan ca vang, biết ơn Cha vô vàng khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thơi một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Hân hoan ca vang, biết ơn Cha vô vàng khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thơi một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Hân hoan ca vang, biết ơn Cha vô vàng khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thơi một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời.